Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Thêm phiên bản Mini Convertible được Thaco đưa về thị trường Việt Nam. Tiếp theo 98 xe Mini 3 cửa và Mini 5 cửa về Việt Nam. Lô xe Mini Convertible phiên bản mới do Thaco nhập khẩu cũng đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị bàn giao đến tay khách hàng trong tháng tới. Tại cảng container quốc tế Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện hai mẫu Mini Convertible với hai phiên bản màu đỏ Chili Red và xanh Caribbean Aqua Electric Blue. Bên cạnh đó, còn có 3 màu nâng cấp khác của Mini phiên bản mới là xám Emerald Grey, xanh dương Caribbean Aqua Starlight Blue và đỏ cam Solaris Orange hiện vẫn chưa được lộ diện. Ở mặt trước Mini Convertible phiên bản mới, cụm đèn LED có các chùm tia sáng thấp và cao làm tăng cường độ chiếu sáng. Đèn LED ban ngày và đèn xi nhan được thiết kế hình tròn, bao quanh đèn pha tạo nên một diện mạo mạnh mẽ hơn cho Mini Convertible phiên bản mới. Tương tự như Mini 3 cửa và Mini 5 cửa, Mini Convertible tích hợp 3 chế độ lái hỗ trợ vận hành cho từng hoàn cảnh lái cụ thể như chế độ Mid tiêu chuẩn, chế độ Green tiết kiệm nhiên liệu sử dụng đi trong thành phố và chế độ Sport giúp tăng tốc tốt hơn. Ở phía sau, Mini Convertible phiên bản mới cũng có thiết kế cụm đèn hậu kiểu Union Jack tương tự như dòng Mini 3 cửa và Mini 5 cửa, đèn xi nhan nhỏ gọn hiển thị ngang, đèn phanh hiển thị dáng đứng và đèn đuôi dạng chéo tạo nên tổng thể hình lá cờ của nước Anh. Với sự xuất hiện của Mini Convertible phiên bản mới này đã làm hoàn thiện danh mục các mẫu Mini nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Việt Nam do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco nhập khẩu và phân phối, bao gồm Mini 3 cửa, Mini 5 cửa và Mini Convertible. Dù chưa tiết lộ về giá bán và Mini Convertible phiên bản mới được trang bị loại động cơ nào, nhưng Thaco cho biết hiện nay các showroom Mini đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe này. Dự kiến Mini 3 cửa và 5 cửa sẽ bàn giao cho các khách hàng từ tháng 12 năm 2018 và Mini Convertible sẽ bàn giao từ tháng 1 năm 2019. Mini là thương hiệu ô tô gốc Anh Quốc, sau đó thuộc sở hữu của tập đoàn BMW của Đức. Mini được phân phối tại thị trường Việt Nam từ năm 2013 thông qua công ty Euro Auto. Tuy nhiên, do Euro Auto gian lận giấy tờ, đến năm 2017, tập đoàn BMW tìm kiếm đối tác mới tại Việt Nam và Thaco chính thức trở thành nhà phân phối dòng xe này từ đầu năm 2018. Tại thị trường Việt Nam, kể từ khi Thaco chính thức là nhà phân phối xe BMW Mini Cooper, xe Mini có giá bán dao động từ 1 tỷ 649 triệu cho đến 2,2 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá bán của công ty Euro Auto trước đây. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.